rồi. Địt mẹ mày úp mặt vào tường. Địt cụ mày mới thích đẩy bậy ở vậy không? Bố đánh chết cụ mày giờ. Được chưa? Địt con mẹ này là mày. Không ai dạy mày à? Hả? Nhìn đây. Địt mẹ mày lệch sóng mù đá mày chết. Được chưa? Hả? Úp mặt vào tường. Ngoan. Lần sau cấm như thế. Địt mẹ mày hư bố mày đánh mày. Nhớ chưa? Ngoan bố mày thương hư mày ăn đòn luôn. Nhớ chưa? Đánh nữa cái mà đi. Nhớ chưa? Ỉa bậy. Nhớ chưa? Hả? Địt mẹ mày. Chưa chưa? Cấm. Cấm tiệt luôn. Nhớ. Đái. Đi ra ngoài đường. Ra ngoài sân. Nhớ chưa? Địt mẹ mày. Bố láo tuét. Hả? Thôi, cho đến đấy 15 phút kệ đó. Bố mày nhá, đứng đây nửa tiếng. Lệch sóng địt mẹ mày xuống bố đánh mày chết. Nhá. Được chưa?